Tiếp tục nên những cấu hình sub kép mẫu 5202 các bác nhé. Đôi này đôi thứ nhiều lắm rồi. Và các bác cũng hay thật, các bác săn đón người tìm mua cái loại này chắc là các bác thấy nó hiệu quả hay sao, hay là khen rẻ không biết. Giá bên em vẫn đang bán là 16.500.000 một đôi, bao ship mọi miền tổ quốc, gửi xe gửi bưu điện hay các kiểu. Đấy. Còn nếu như các bác đến tận nhà lấy thì là vào 15.000.000 tròn các bác nhé. Đấy. Rồi anh em là sẽ bắn cái nắp vào đây, xong là bắn ốc vào. Đây là ốc. Còn đây là cái tấm gỗ nóc này. Là có tí bông tiêu này thôi. Em thì thường thường dùng bông này, xem ít khi em vỡ được bông trứng. Trứng giờ nó đắt. Giá nó đắt hơn khá là nhiều với trước. Trước nó rẻ thôi nhưng giờ nó lên cao đắt. Mà tính ra nếu mà bắn bông trứng vào là phải lấy thêm tiền của các bác cơ. Cộng thêm 400-500.000 cơ. Thì gọi là có lãi được. Và cũng chia sẻ luôn các bác một số những cái thùng. Ví dụ như bên em có đây. Đây thì là sơn sần. Nhưng mà hạt không phải hạt cát mà là hạt dạng hạt là sần mịn nha. Nó sẽ như thế này. Bởi vì là sơn lúc thì có, lúc thì hết. Mới thứ hai nữa đây là lô hàng của một cũng một đại ca nữa. Cùng đặt ở một xưởng thôi, nhưng mà kiểu như là anh thì làm hàng này, em thì làm hàng kia, phân chia vùng miền rồi. Đóng khi nhỡ hỏi thôi anh chia em rồi, ok, sơn của anh chú không ưng thôi, thế là cũng chấp nhận. Đấy. Thì các bạn nào quan tâm đến các sản phẩm như xúc kép mẫu này thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Con này rất là dễ ghép với đẩy, nhưng cũng cực kỳ là khó để mà ghép với đẩy. Các bác kiếm con đẩy nào mà đánh một phát mà cháy được luôn cái hoa thì cực kỳ khó, trừ khi đẩy nổi. Đấy. Còn các bác nào mà muốn chơi một đôi này một kiểu đánh sự kiện tiệc cưới vừa vừa nhỏ thì chỉ cần đẩy là tầm 1.200-1.500 ở trên 8 ôm là có thể đập được rồi. Đánh là cũng gọi là tương đối rồi. Còn đánh mà hết tầm cho loa này là còn nâu. Đấy. Con loa này có sân lớn lắm các bạn ạ. Pick 20.000W 4 ôm. RMS là vào 7.200 và khởi chạy là 3.600 trên cả 4 ôm. Nó rất là khiếp luôn. Nói không phải nói sai. Đấy. Rất là khủng khiếp. Sắp tới thì em sẽ ra nhiều các mẫu xúc chất lượng hơn nữa. Theo đúng tiêu chí đề xuất của hãng thì chắc chắn và hứa với các bác là nó sẽ chất lượng hơn và nó sẽ hiệu quả hơn và nó sẽ đạt được một cái áp lực gọi là khá là khủng khiếp. Đấy. Chứ không nói là bình thường này, khá là khủng khiếp. Ok nhá, thì anh em chúng em lắp xong rồi sẽ test nhà anh em và các bác cùng xem.